Xin mến chào quý cô chú á, anh chị gần xa yêu thích mai vàng và đam mê sưu tầm bonsai cây kiển trên cả nước ạ. Rồi hôm nay thì vườn mai của em Phạm Nhi có làm một cái clip để giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình một lô mai ghép giống đại lộc á cô chú anh chị ha. Để cho cô chú anh chị mình mua về mình chơi tết năm 2024. Rất mong cô chú anh chị mình vào xem được cây nào mình ủng hộ cho vườn của em Nhi nha. Vườn em Nhi hôm nay giao lưu mức giá cũng khá là mềm á cô chú anh chị ha, chỉ từ 200-250, 300.000 một cây, bao phí vận chuyển. Mong cô chú anh chị ủng hộ nha. Rồi không làm mất thời gian nữa ha, mình gặp em Nhi để em Nhi chào giới thiệu và giao lưu nha. Rồi chào em Nhi ơi. Dạ em xin chào anh và xin kính chào toàn thể cô chú anh chị đang xem kênh nha. Hôm nay trả lời kênh á cô chú anh chị xin giao lưu mai giống đại lộc nha cả nhà. Rồi. Cũng mong cô chú anh chị mình nào có thích chơi đại lộc có thì ủng hộ em nha. Rồi. Mua vài cây một cây phát tài phát lộc đem về nhà chưng Tết luôn hết cô chú anh chị. Rồi. Rồi. Cây đầu tiên là mã số 1H ha, là một cây đại lộc nữa ha. Đế cũng khá là dễ thương nha cô chú anh chị. Rồi ghép được 2 bo ha. Hoành được 13 nha. Rồi. Cao 50. Cái ngang mình được 42, rồi cái này em xin giao lưu với cả nhà mình giá 250.000 nha. Rồi ok. Rồi tiếp theo cây mã số 2H cũng là một cây đại lộc nha. Hôm nay giao lưu toàn bộ đại lộc hết. Dạ. Yeah. Rồi, cây này khá bự cô chú anh chị ha. Mình khá là lớn to ha. Rồi. Không, này nó già mình. Mùa nha cô chú anh chị. Nó già đóng gông á nha. Hoành 17. Rồi. Trồng ghép bằng tơ ốc ha. Cao 50. Cái ngang mình được 42. Rồi cái này em xin giao lưu với cả nhà mình giá 300.000 nha. Rồi ok. Rồi tiếp theo cây mã số 3H là cây đại lộc luôn. Rồi. Rồi. Giá toàn bộ em Nhi bao ship hết cô chú anh chị mình mua thì chỉ thanh toán đúng số tiền mà em Nhi báo trên list thôi ha. Hoành 15. Rồi. Cao 45. Tán ngang mình được 25, rồi cái này em xin giao lưu với cả nhà mình giá 200.000 nha. Rồi ok. Rồi tiếp theo cây mã số 4H. 4H cũng là cây đại lộc luôn nha. Cây này là tàn rất là tùm luôn, phát triển cực kỳ mạnh luôn nha cô chú anh chị. Cái này mình ghép được 2 bo lớn cô chú anh chị ha. Cái chục ghép nó bằng tay Úc luôn á. Nuôi rất là lâu rồi. Hoành được 14. Rồi. Cao 51, tán ngang mình được 51. Rồi cái này em xin giao lưu giá 300.000 nha. Rồi ok. Rồi tiếp theo cây mã số 5H. 5H cũng là cây đại lộc nha. Rồi. Rồi. Cái này mình ghép được 2 bo nha cô chú anh chị. Thông số luôn mà em ơi. Hoành được 15. Rồi. Cao 40, tán ngang 46. Nè cây rất là to ha, khá là dễ thương cô chú anh chị. Cây này 250 nha. Rồi ok. Rồi tiếp theo cây mã số 6H cũng là cây đại lộc luôn. Rồi. Cái này ghép được một bo lớn cô chú anh chị ha. Rồi, thông số luôn. Hoành được 18. Rồi. Cao 50. Tán ngang mình được 40, rồi cái này em xin giao lưu với cả nhà mình giá 200 nha. Rồi ok. Rồi tiếp theo cây mã số 8H cũng là cây đại lộc luôn. Rồi. Cô chú anh chị đam mê đại lộc thì vô cái clip này đúng rồi ha. Rồi, thông số luôn đi em. Hoành mình được 13. Rồi. Cao 42, tán ngang mình được 45. Rồi. Rồi cái này em xin giao lưu với cả nhà mình giá 220.000 nha. Rồi ok. Rồi mã số 8H. 8H. 8H là cây đại lộc nha. Rồi. Rồi, để em đã thông số cho cô chú anh chị mình dán hơi siêu ha. Cô chú anh chị ha. Hoành được 10 gần 16 là tính 15 thôi, hoành dưới được 25. Ghép một bo lớn. Cao được 53, tán ngang mình được 40. Rồi. Rồi cái này em xin giao lưu giá 220 nha cô chú anh chị. Đế khá là dễ thương ha. Rồi tiếp theo cây mã số 9H. 9H cũng là cây đại lộc nha. Rồi. Hoành được 15. Rồi. Cao được 46, tán ngang mình được 41. Rồi cái này em xin giao lưu với cô chú anh chị mình giá 220.000 luôn. Rồi ok. Rồi tiếp theo cây mã số 10H. Rồi. 10H cũng là cây đại lộc luôn nha. Rồi. Ghép được một bao cô chú anh chị ha. Cái chục ghép nó khá cô chú anh chị. Hoành mình được 13. Rồi. Cao được 53, tán ngang mình được 47. Rồi cái này em xin giao lưu giá 180.000 nha. Rồi cây này cuối clip luôn em ha. Dạ, đây cũng là cây cuối clip của em nha cô chú anh chị. Xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị mình đã bỏ ít ra thời gian để xem clip của em nha. Clip này thì toàn bộ đại lộc nha cô chú anh chị. Thì cũng mong cô chú anh chị mình xem được cái nào ủng hộ em nha. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ. Dạ, cũng thay mặt cho kênh cũng như em Nhi cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip và ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị mình ở những clip tiếp theo nha.